lượng có Palestine khác này, nhóm tan trong dầu này, nhóm tan trong nước. Và tôi nhắc đến các bạn, khi mà chúng ta đã làm CV, chúng ta vừa đi qua một vòng đó, thì chúng ta kết hôn với thuốc cảnh quan, đúng không? Ngoài có thể chúng ta học nào là phản ứng phụ, nào sốc điều trị linh tinh gì đó, hôm nay nó thêm một tí. Trong thuốc cảnh quan thì chúng ta chia là nhóm áp lực thẩm thấu cao và thấp. Thẩm thấu là nó tính vào đơn vị là milliosmotic trên kg. Ví dụ telemic là 2160 millimol osmol trên kg nước, tức là áp lực thẩm thấu. Thì trong này chúng ta chia làm thẩm thấu thấp, low và thẩm thấu cao là hát. Nhấn mạnh gọi là thẩm thấu thấp khi áp lực nó chỉ từ 500 đến 800 mg milliosmotic trên kg nước. Cao là khi lớn hơn 1500 là cao. Khi trích cảm quan vào cơ thể thì trích loại thuốc thấp an toàn hơn cao rất là nhiều lần. Càng cao thì càng dễ dây sốc. Nhưng tuy nhiên cao thì có thể lợi là thích tán thuốc qua ngoài quản ra vào tốt. Độ cảm quan của nó là cao, bài tiết nhanh, giá tiền rẻ. Đấy là những cái là ưu điểm của những ông áp lực thẩm thấu cao. Bất lợi, tăng thể tích máu, nguy hiểm cho tim và thận. Đặc biệt nhóm cản qua áp lực thẩm thấu thấp dễ gây sốc. Đâu, phản ứng sốc, sốc phản vệ. Nói thế. Hỏi cái này là cái đó là đang nói cao hay thấp vậy thầy? Cao. Tại vì cái áp lực cũng nó cao ở trên ghi bất lợi là bài tiết chậm, ở dưới ghi bài tiết tốt. Cái này là bất lợi là này lộn này, cái này là của ông thấp. Ờ vậy hả? Bởi vậy mới thấy bài tiết chậm trên đây và tiết tốt đây. Không biết cái này. Có người phát hiện ra với gọi là áp lực thẩm thấu thấp chỉ bất lợi là bài tiết chậm. Thì nhắc lại cao thấp rồi nói tiếp là cao trước đã. Cao là cái nhóm này đó là trên 1500 vân vân đấy. Thì áp lực thẩm thấu cao này nó có rất là nhiều cái bất lợi, đặc biệt là phản ứng sốc, sốc phản vệ. Và xu hướng thì bây giờ người ta không xài áp lực thẩm thấu cao. Tuy nhiên Việt Nam chúng ta vẫn dùng vô tư vì giá tiền rẻ. Không biết thầy xong bây giờ bên Hồng Bàng nó còn xài áp lực thẩm thấu cao không? Đa số là telepic. Thì tôi từng nói bác sĩ rồi đấy, có những thời điểm cái đây trên 10 năm về trước này, tôi đi công tác nước ngoài, đi vào một cửa hàng, được gian hàng hỗ trợ lúc cảnh quan nó hỏi mày từ đâu tới, tao từ Việt Nam. Nghĩ mắc cỡ, nó không được tiếp nhận. Vậy lúc đó là chúng nó đã chủ yếu là chúng nó là bán áp lực thẩm thấu thấp và nông unit rồi. Nhưng mà Việt Nam có cái hãng gọi là hãng gẹt bê của Pháp, mà bây giờ thằng Nghĩa sắp thằng Kim Trung Tan này, cái thằng Sài Gòn phân phối Sun Trung Tan thằng Sài Gòn lấy vào Việt, thằng nó khôn trên giải nó thấp. Thì thằng đó là chuyên bán cảnh quan. Thì hiện nay là Việt Nam chúng ta nhiều nơi còn dùng thuốc cảnh quan áp lực thẩm thấu cao vì giá rẻ. Nhưng mà bác sĩ biết không, nó khổ cái cuộc đời chúng ta nhỉ. Khi mà cái giá làm như em làm đấy thì nó không phù hợp với cái bảng giá của Bộ Y tế, Liên Bộ Y tế, Bộ Tránh đưa ra với giá thị trường. Ví dụ là chúng ta bảo chúng ta là chụp một cái phim ui với cả quan 300.000, nhưng mà hú thuốc của nó không, nếu áp lực nó thấp hú thuốc không là 400.000, càng chụp càng lỗ. Đặc biệt là những cái đơn vị mà đầu tư máy xã hội hóa hoặc cổ phần hóa và chưa áp lực cao thì nó lực thấp, càng chụp càng lỗ. Chưa tính tiền phim công chụp công lập không có máy. Thế thành ra cái xu hướng chúng ta là vẫn bị dùng áp lực thẩm thấu
cao. Ví dụ như một cái thuốc đây, Telebrix rất nổi tiếng của hãng dược bên Pháp, thì có một thời gian tôi cảm giác rằng là người khác chỉ tiếp tục sản xuất thuốc này cho Việt Nam giải. Tại sao? Nói là họ thật, mình cảm giác. Thì đấy là cái cao. Còn cái thấp là nó từ 500 đến 800, nó đủ mọi ưu điểm. Thì bất lợi là vài chậm. Rồi thôi sau một tiếng, hai tiếng thì có lách nhỏ nhỏ gì đó, 350cc gì đó, muốn nhanh nữa hẳn là biết lớp trưởng. Sau khi trích xong về là không ba trên biên đó đúng không? Vô tư. Thì vậy là xu hướng bây giờ này, người ta dùng thẩm thấu thấp. Được không? Sau này ra thi hỏi cao thấp bao nhiêu thì nếu đánh là từ 500 đến 800 là A là thẩm thấu thấp, trên 1.500 là cao, hỏi 300 là thấp hay cao? Không biết, không biết, chẳng biết rồi. Nha, rồi. Rồi thứ hai là trong thuốc cản quang, ngoài áp lực thấp và cao, chúng ta còn có cái nhóm thứ hai, đó là ionic và nông ionic. Được không? Đây thì chỉ nói về nhiễm cơ nhé. Sau đây là cái à, cái Hảo ơi. Ồ, em có số của tao. Còn ba là hai đứa thân nhau, nhưng còn là toàn thể đất nước là khoảng ba, ba đứa này hai đứa thân nhau. Không, không, không hỏi ba hỏi số dương. Rồi, em bắn số dương lên tôi điện tâm dương đó. Tao là tao. Tôi trả của trường. Ờ, tại vì tôi có cái số dương lên, từ ba nó bắn số dương của tôi đấy nhỉ. Tôi chưa, do trách nhiệm người chết. Bộ môn là bộ môn xuống thương thì không biết. Em nếu mà thử thách xuống con vậy là đúng yêu cơ. Tiếp theo. Dạ thầy cho em hỏi đây, lớn hơn 1.5 là áp lực thân số cao, vậy 1.000 với 1.900 vậy là có cao thấp rồi. 1.000 thì sao? 1.000 hoặc là 900 ốc mm ngon đó thầy. Ý là còn đó là cao hay thấp đó? À, nó là cao. Cái điều đầu tiên ấy, là nhà sản xuất làm ra thì rất là nhiều các công thức, các biệt dược khác nhau. Mỹ khác, Đại Hàn khác, Pháp khác, Đức khác. Tí nữa tôi đưa cho danh sách là hàng loạt các biệt dược trên thị trường khác nhau. Thì mỗi một hãng, mỗi một tên thuốc nó có sự khác biệt khác nhau. Nhưng mà chúng ta cứ báo có ý nghĩa là từ khoảng này đến khoảng này gọi là thấp, trên 1.500 gọi là cao. Chứ không đến nỗi thi tôi hỏi là 850 là cao sao? Đúng không? Đừng có suy nghĩ đó. Tại vì nó phụ thuộc vào các nhà sản xuất, nó ra cái áp lực của nó. Cứ nhớ là trên 1.500, 1.700, 1.800, 2.000 mặc nhiên là cao rồi. Đúng không? Mà dưới 800 đổ xuống mặc nhiên là thấp. Dưới giữa thì... Quy định rằng thi hoa học phải một thước 65 đổ lên thì thước 8 càng tốt. Người không có sẹo. Có một sẹo thì không phải, nếu đừng máy móc là trên 1.500 là cao, 500 là thấp, còn cái khoảng giao động đó thì tùy từng hãng. Nhắc lại nhé, bây giờ thuốc cản quang iốt thì chia làm thấp và cao, cái này quan trọng để chúng ta mua bán và chúng ta sử dụng cho bệnh nhân hay người nhà chúng ta, đúng không? Nếu sử dụng người nhà chắc chắn chúng ta nên dùng áp lực thẩm thấu thấp. Rồi. Và trong cái iốt chúng ta chia nó là ionic và nó nông ionic. Thì cái này thì bác sĩ cho là tôi không muốn nói nó quá dung giải. Điều đầu tiên ấy, là một cái nhóm mà cản quang iốt thì bản chất nó là cái bóng benzen 6 cạnh. Học lớp hóa lớp 12 nhớ được không? Tôi kêu đấy, học benzen 6 cạnh nhá. Thì ở đây chúng ta ghi là đây là một cái gốc. Một cái gốc. Đặc biệt thay đổi cái gốc này bằng magie hay canxi hay cái gì đó thì nó sẽ thành là ionic hay là nông ionic. Rồi, không cần nhớ, chỉ nhớ là công thức của nó là vòng benzen 6 cạnh. Thay đổi một cái gốc hóa chất ở gốc này thì nó sẽ thành là ionic hay nông ionic. Ion nhớ là nông ion. Nghe rồi. Đây là công thức của nó. Thì trong hai cái nhóm thuốc cản quang thì nhóm thuốc cản quang
nông iodic bao giờ cũng tốt hơn iodic. Được chưa? Nếu chúng ta có iốt hữu cơ mà nó vừa nông iodic vừa áp lực thẩm thấu thấp thì thuốc đó quá an toàn cho cơ thể. Thậm chí nhiều sách ghi tác dụng phụ sốc lần thứ hoặc không. Không. Đương nhiên giá thành rất là cao. Thì cái này chúng ta lại phụ thuộc vấn đề là túi tiền bệnh nhân. Còn nếu người nhà chúng ta cái đề ra là đấy, nông iodic và áp lực thẩm thấu ra ta mua ta trích được thì an toàn. Nhưng mà tôi nói rồi, dù gì vẫn phải giả vờ thử thách. Đúng không? Vẫn ghi bệnh án đã thử ven tĩnh mạch không phải đứng không vai luôn xui thì sao, đúng không? Hôm rồi nếu cái ông nào ở bệnh viện ca đó mới chết cái bệnh án, cái bạn gì mà trưởng phòng đó, Hà Nội nó làm tiến sĩ trưởng phòng gì đó lên cả đời nhảm cái báo, còn tôi đọc báo được tôi cười quá. Nó nói sao ha? Vậy là chúng ta có nâng iodic hay là iodic, nâng iodic áp lực thẩm thấu thấp, chúng ta vẫn phải thử phản ứng bằng đường tĩnh mạch. Ok ha? Vậy là ion, nông ion thấp và cao, nông ion thấp tốt hơn ion cao. Ok. Thì ở đây nó sẽ coi này, cái nhóm trên này, cái bảng này là nhóm thuốc cản qua iodic, tên thị trường Hypac, Gastrography, Isobac, Comtray, Hesapric. Thì các bạn nhìn không? Đều là áp lực thẩm thấu cao. Mỗi ông Hesapric là áp lực thẩm thấu thấp. Tôi nhớ không nhầm thì bây giờ thuốc này đang tương đối thích hành thị trường. Phải không em? Bữa em thấy xài cái gì? Cần Thơ. Chỗ em Cần Thơ xài cái Omnibac này. À, Omnibac rồi, cũng xong. Thì cũng một thời là thằng này nó nâng iodic nhưng mà vì áp lực thẩm thấu nó thấp thành những một thời là Sài Gòn thích thằng này vì giá tiền nó tương đối phù hợp, được không? Thì rõ ràng đấy là trả lời cho cô đây, thẩm thấu nó đi từ khoảng này khoảng này, định nghĩa là dưới 800 vẫn thấp nhưng vì nó dao động từ 600 đến 2400 nó vẫn là cao, và càng cao thì càng gây nguy hiểm sốc cho bệnh nhân. Ok ha? Rồi phía dưới này là chúng ta những nhóm nâng iodic thì đa số là hiện nay là xài Omnibac. Trên là thị trường đang nổi lên một thằng rất là hay xài đó là Omnibac và Untravit. Ở đó em có xài Omnibac. Vấn đề nó tương đương nhau nhưng mà hãng nó lúc đi tốt thì nó vào và thu ví dụ năm nào nó mời bác sĩ Sâm đi hội nghị dược pháp ở đó tôi chọn Untravit, ông kia mời sĩ bó tôi chọn Omnibac nhé, tên nó còn đi theo nên nó lúc đi mình ở trong cái bệnh viện thì đây đâu là áp lực thẩm thấu thấp ở đây có ghi 884 rồi sách nói tổng quan là 500 đến 800 là thấp, thêm 4 mm nữa chắc coi chừng nó cao rồi, không phải, tức là thằng số nhỏ cái tương đối nhé, thì đừng bảo là 884 rồi thì thằng nó 500 đến 800 thấp thì 884 phải là cao, ok ha, thì đây là nâng iodic áp lực thẩm thấu thấp và đây là cái hàm lượng iốt trên 1 mm. Tóm lại cản qua thì chúng ta nên xài nông iodic và áp lực thẩm thấu thấp, tuy nhiên giá tiền hơi cao chắc chúa lắm. Bây giờ tôi không lợi được cái bơm, tôi nhớ mà hút bao nhiêu nữa, hút bao nhiêu em cũng là khoảng 500 đấy, 500 và chỉ có 370 mà một người là khoảng 70 kg, bơm được 2 hũ tiền thuốc không mất 1 triệu cộng tiền phim nữa thì làm sao hồi vốn, trong khi bộ y tế quy định bao nhiêu nhỉ, bảo hiểm 500 à? Chụp CT đó, nhân không càng... Là bệnh nhân mua thuốc riêng. Nhưng mà bảng giá đó là do các khoa những hình ảnh của mình, các bệnh viện đưa lên đề nghị mà này. Không, ý tôi là bảo hiểm, tính toán em chỗ đó.
còn em là dịch vụ không nói, nó cũng chỉ mỗi bảo bệnh nhân phải tự mua thuốc. Dạ, bệnh nhân tự mua thuốc. Đấy là mình lách luật. Đúng không? Bệnh nhân mua 500 nghìn cũng đúng. Mình tự mua nó không đủ chi. Không đủ chi, lỗ cái chắc. Dạ. Thành ra là tự mua thì đã mất 1 triệu thuốc rồi. Nhưng bù lại an toàn bệnh nhân. À, thì mình chụp khoảng 2-4 tờ phim thì mình cũng có lời được. Đúng không? Một tờ phim sống là khoảng 2 đô mấy thì 4 tờ, 10 đô thì mình mới biết lời. Thủ đó là 500 là 100ml thôi thầy. 100 luôn? Dạ. À, thế chủ sai đó. Dạ, cái đó bệnh nhân mua 1 thủ là đủ sai. Đủ rồi. Dạ. Mà tụi em mấy bệnh nhân suy thận thì chuyển qua có xài VisiBac. VisiBac. Có nghĩa là hai trường hợp. Đó là cái D-Demand. Dạ. D-Demand nó tốt hơn cái suy thận sử dụng cái VisiBac. VisiBac thì nó khoảng gần 1 triệu. 1 triệu chứ. Nhưng mà nó an toàn cho thận. Tốt, như vậy bệnh nhân là suy thận thì tụi em được VisiBac. Lúc trước thì cũng có xài UltraVis nữa nhưng mà thời gian như nó hết hàng sao á, mình không được cái nó mất luôn. Ở Sài Gòn thì thấy UltraVis ngay từ đấy nó có xài thường xuyên. Dạ. Trước có xài nhưng mà ở dưới vậy. Cái đàn nhiều khi chúng nó dìm hàng nó đội giá lên rồi. Cái đám con buôn dược nó ngấm lắm. À, dạ. Thì các bác sĩ bây giờ nó thẳng là cái đám dược thì nó cũng là một đám mafia. Không, nó thật nhau. Nó là đủ trò, rất là mafia. Mà trong trắng lịch sử ngay thẳng là không phải mafia đúng không? Thì vậy chúng ta nhắc lại cái nhóm bác sĩ mới học nha. Tiêu lít, dòng yêu lít. Thấp cả. Đó. Yêu quyết biết luôn rồi. Và khi bác sĩ sử dụng thuốc cản quang thì bác sĩ sẽ phải đi thêm một cái điều nữa. Ờ, nghe hả ấy? Ờ, số nó là ổn. Chúng ta chưa có mấy câu rồi. Ờ, bây giờ là con phải nhỉ? Tại vì trong cái cản quang thì bác sĩ lại phải thêm một cái nữa, bác sĩ nhớ. Đó là độ nhất. Thì bác sĩ biết là thêm một cái khái niệm tức là độ nhớt của thuốc cản quang. Độ nhớt là gì? Là sự ma sát giữa các phân tử chất lỏng với nhau. Độ nhớt phụ thuộc, nghe chưa? Nồng độ yếu, nhiệt độ và các nhóm cation. Cation là gì? Dương, anion là âm. Để chúng ta không đi quá xa, chúng ta nhớ là nó phụ thuộc vào nồng độ iốt và nhiệt độ. Đó là lý do tại sao khi chúng ta chụp cản quang xong để về ai chưa làm chú ý chúng tôi bảo quản thuốc thì để trong tủ lạnh. Khi tiêm cho bệnh nhân là vân lấy bỏ thuốc ra, đổ nước sôi vào cái cốc thủy tinh, thảy cái lọ thuốc cho nó tăng độ tăng nhiệt lên. Nếu nó tăng nhiệt lên và được nhiệt độ cơ thể là tốt ấm ấm phải chích thì lúc đó bệnh nhân sẽ không bị đau và ít phản ứng phụ. Khi độ rất nó cao, phụ thuộc nhiệt độ nó queo trong máu, bơm tim và bolus như thế này đẩy còn vỡ mạch ra không? Thì vậy là trước khi tiêm chúng ta phải cho thuốc về nhiệt độ thường, nếu còn nhiệt độ người thì tốt nha. Thì vậy chúng ta có cái viscosity đó là độ nhớt thì phụ thuộc vào nồng độ iốt và nhiệt độ. Ở đây chúng ta thấy không? Có nam mà thế nào? Nếu thằng này xe ra là VisiBac 320 thì thằng này độ nhớt thấp nhất chắc là tốt nhất. Đúng không? Áp lực thẩm thấu cũng thấp nhất. Nó là gốc D-Man tốt hơn nữa. Vì vậy xét ra là chú này là đầu bảng. VisiBac tốt nhất, nông yêu lịch, áp lực thẩm thấu thấp, độ nhớt thấp, gốc vi mẹ, có điều giá tiền. Thì đến đây là hiểu chưa? Và trong quá trình chụp thì làm ơn thả nó vào cái hũ nước của tôi, chứ đừng lấy tủ lạnh ra nó đang trong veo và bơm vào máy nó xịt cho bệnh nhân và há miệng thở không tiếng nhá, nhớ không? Làm sao đưa về nhiệt độ cơ thể? Cốc nước cũng chúng trà nó nóng đổ với thủy ra và thảy nó thuốc ngâm chọc nó hòe đàm bảo sợ bóng hãy chích được chưa? Rồi hôm nay chúng ta đi thêm một tí nữa về cảm quan, bởi vì cuộc đời làm CT gắn với nó. Trong CT chỉ trừ chấn thương sọ não là không vượt qua,
còn mọi cái chuyện khác đều phải chủ động, đúng không? Nếu bệnh nhân không có tiền thì thôi, còn mặc nhiên là phải chủ động. Và chụp lúc này chúng ta hiểu thêm một vấn đề ha, để chúng ta làm việc được chưa? Thì bây giờ 15 giờ bình tĩnh nữa tiếp, tắt video được rồi.